Xe đạp thể thao vip.com xin chào bạn. Vâng, cách đây 3 tháng, khoảng cuối tháng 7 năm 2021, khi có dịch Covid đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh, nơi anh Khánh sinh sống là một trong những điểm nóng đó, anh có liên hệ với shop để đặt mua mẫu xe đạp đua Java S3 sử dụng bộ truyền động Shimano Tira 4700 màu trắng, một mẫu xe rất ăn khách trên thị trường hiện tại. Anh đã chuyển cọc cho shop, gửi địa chỉ để shop chuyển hàng, nhưng tại thời điểm đó không thể vận chuyển xe vào thành phố Hồ Chí Minh được. Shop liên lạc lại và báo anh trao đổi shop nhận cọc và giữ hàng, khi nào có vận chuyển được thì chuyển hàng cho mình nha. Sau đó anh có liên hệ lại với shop và báo bây giờ mình chuyển sang chiếc xe đạp địa hình Savadik màu đen trắng để tặng sinh nhật cho cậu em, shop chốt đơn và gửi hàng nhé. Đây quả thật là một món quà sinh nhật giá trị cả về tinh thần lẫn vật chất, vì trị giá của chiếc xe cũng tương đối và là phương tiện để rèn luyện nâng cao sức khỏe. Hiện tại việc vận chuyển đang khá khó khăn, nhưng shop xe đạp thể thao vip.com là một shop lớn và hợp tác với rất nhiều đơn vị vận chuyển, nên việc vận chuyển hàng cho khách hàng trên toàn quốc vẫn triển khai được các anh chị nhà. Và sau 3 tháng đặt cọc chờ đợi, anh Khánh ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được xe tại nhà. Khi nhận được xe, anh rất ưng ý và hài lòng. Và vừa rồi bạn xem những chia sẻ của anh, cảm nhận của anh về chiếc Savadik mua từ shop xe đạp thể thao vip.com. Và ngay sau đây mời bạn xem chi tiết cấu hình của chiếc xe đạp Savadik, shop sẽ review cận cảnh, mời bạn cùng xem. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Savadik với cấu hình khung carbon phục khí phanh dầu Group Shimano DRM6000 của Nhật Bản và sử dụng cặp bánh 27.5 inch, từ khi xuất hiện tại Việt Nam thì đang được dân chơi rất ưa chuộng. Đây là chiếc xe đạp thể thao, chiếc xe đạp địa hình đang vip nhất ở phân khúc địa hình tại Việt Nam bạn nhé. Xe rất đẹp, khung bảo hành tới 5 năm tức là 60 tháng từ nhà máy Savadik. Xe hỏng kỹ thuật từ nhà máy được đổi mới các âm khung, các đường nét, các góc cạnh của khung thì tuyệt đẹp luôn. Đây là thiết kế của châu Âu thì không gì có thể chê được. Sơn thì công nghệ ô tô, rất nhiều lớp bóng đẹp dày. Trên khung ghi thông số như sau: Savadik 17 inch, chiếc khung này là size 17, MTB chip 2N frame technology công nghệ cao, Advanced Carbon Innovation Technology. Đây là những thông tin rất là chi tiết trên chiếc xe này. Germany là Đức bạn nhé, Rasenbach. Và đang được trang bị một chiếc phục khí công nghệ ABS cộng của hãng Cla của Italia. Đây là chiếc phục khí công nghệ ABS cộng là cho bạn, cho phép người dùng điều khiển các nước khác nhau, cho phép các mức giảm khác nhau của chiếc phục này, rất hiện đại và rất là hay. Bên này có chữ A là khí, tức là có một cái van ở trong này để mình kiểm tra cũng như là bình thường để nguyên không cần mở ra nhé. Phô tăng tay lái cọc yên bằng kim nhôm của hãng Cla, cũng một thương hiệu của Italia. Và ở Savadik thì được nắp một chiếc yên rất là xịn đấy nhé, rất êm, da rất mềm, tạo thành phô mềm, ngồi đạp rất là thoải mái, không sợ êm mông. Một chiếc yên bọc da PU, da nội thất ô tô, và đưa những cái phô một chiếc đẹp như thế này. Ở Savadik phiên bản mới nhất này được nắp cọc vành bánh cỡ 27.5 inch với vành nhôm hai lớp của hãng Cla. Cla lại một thương hiệu của Italia, sự kết hợp của Đức, Nhật Bản và Italia. Cặp lốp thì sử dụng cặp lốp Continental Ruskin 27.5 x 2.0. Gai thì không nhỏ không to, rất đều, rất vừa, chạy mọi địa hình đều rất là êm. Với chiếc phục khí này thì không bao giờ sợ ê tay. Đến cái đôi tay nắm này của chiếc Savadik này cũng được làm bằng da bạn nhé, làm bằng da, rất là xịn từng chi tiết luôn. Và như shop cũng chia sẻ thì chiếc xe đạp này đang lắp Group Shimano DRM6000 của Nhật Bản. Thông tin được ghi ở dưới mặt sau này của bộ truyền động bạn nhé. Phanh đĩa dầu, phanh thủy lực của hãng Shimano MT200. Phanh này thì rất là bền luôn. Shimano MT200. Mayer sử dụng Mayer bạc đạn, bùn bạc đạn, trục tháo lắp nhanh bánh trước bánh sau. Phục khí cầu đúc, cầu đúc
rất cứng cáp, rất khỏe khoắn. Bộ truyền đạo gồm tay đè số Shimano DRM6000, gạt đĩa Shimano DRM6000, gạt nip Shimano DRM6000, nip sử dụng nip sân sai 10 tầng bằng thép, xích sử dụng xích KMC. Đấy, xích KMC. Bộ đùi đĩa, bộ đùi đĩa trục rỗng của hãng đồ Will Suono Solo, chạy 3 đĩa và 10 lít, tức là có 30 tốc độ. Cốt giữa thì sử dụng cốt FBB, rất hiện đại và đẳng cấp. Xe này thì rất là hiện đại và nha. Bạn thấy trên khung này nó có một số các chấu, hay bên này nó có một số cái điểm để bạn nâng khung. Thí dụ sau này bạn nâng cấp lên những cái đồ cao cấp hơn thì vẫn có điểm để mình nâng cấp được, rất là hay luôn. Chiếc xe đạp này quả thực là chưa có điểm nào chê được. Carbon Senior MTB, xe rất đẹp. Đây là chiếc màu đen trắng, còn màu đen vàng của Úa cũng như màu trắng đỏ thì Xúc cũng sẽ làm review chi tiết. Và những màu, những siêu phẩm đua Sava Full Carbon, Full Shimano từ 105 R7000 đến Ultera thì Xúc cũng sẽ làm review. Và bạn cần xem màu nào hãy liên hệ trực tiếp với Xúc để được tư vấn mua xe và nhận xe nhanh nhất. Và bạn đừng quên đăng ký kênh Xe đạp thể thao Vietcombom vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Shop luôn đăng tải video mới giới thiệu về những sản phẩm mới, giữ cập nhật những sản phẩm Shop đang bán. Và qua những video này, bạn sẽ tìm và mua cho mình được chiếc xe đạp phù hợp như ý từ shop Xe đạp thể thao Vietcombom. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.